Vâng, em xin được chào các bác nhá. Hôm nay tiếp tục quay ong đây anh em ạ. Đây ong đây anh em, mật này. Mật nhiều lắm các bác ơi. Đây nhá các anh chị nhá. Đấy, mật đây này. Quay thực ra là từ sáng đến giờ rồi nhưng mà đấy. Đây các anh chị ạ. Bầu mật đây. Đấy, ong đẻ khá là đẹp luôn các anh chị nhá. Thực ra là ong này là đáng nhẽ là gửi đi Hải Phòng nhưng mà vì mật nó nhiều quá cho nên không dám chở các anh chị ạ. Ở đi nếu mà anh em nào mà vận chuyển ong mà đi cái kiểu mật như này thì em đảm bảo các anh về là ngâm rượu luôn các anh chị nhá. Đây là ong đây này. Đấy, các bác thấy hôm nay quay đây này. Đấy, ong này hôm trước anh em bảo ong yếu đấy. Đấy các anh chị ạ. Nhưng mà trên thực tế là nói chung là như này này. Nếu để mà em nói thì không phải coi thường đâu nhưng mà anh em nuôi ong ấy thì phải nên nhớ nè. Khi mà nó đã có khói rồi thì con ong nó phải bỏ nó chạy. Cho nên là khi người ta mở cửa ra làm ong là người ta phải có cái bình khói. Nó không đốt người các anh chị ạ. Nó không có thì rõ ràng là nó phải bỏ nó chạy, nó tụt hết vào sâu vào bên trong. Chứ còn bây giờ nếu mà để nói với các anh chị là như này này. Là cứ nhìn thấy người ta mở ra ong nó chạy, nó tụt hết, nó thưa thì cứ bảo ong nó thưa. Nhưng mà thực tế anh em phải nhớ này là nhìn. Nếu mà những người nuôi ong chỉ cần nhìn cái bầu mật và nhìn cái bánh tổ đẻ như thế này là người ta đã biết là cái đàn ong đấy nó phát triển như thế nào rồi các anh các chị ạ. Cho nên là cũng muốn qua cái video này thì cũng muốn nói với các anh các chị là gì, trước khi bình luận ấy, thì mình cũng phải xét đến các cái yếu tố xong hãy bình luận. Chứ còn nhiều khi bình luận vớ va vớ vẩn là em nóng tính lắm, như này là em nói cho nhiều bác lên bảo là thầy giáo như này là nói năng nó phải tử tế rồi kia. Thực ra em rất là tử tế nhưng có một điều là có nhiều người là thực ra mới nuôi ong cho nên là nhìn thấy người ta làm thì cứ tưởng là nó như thế nhưng mà trên thực tế các anh các chị là phải nhìn vào cái bánh mật và nhìn vào cái thế đàn ong nó đẻ như này này là sẽ biết được đàn ong nó phát triển như nào nhé các anh chị nhé. Cho nên là thông qua cái video này thì thôi thì hôm nay quay để cho các anh chị nhìn đây này, báo cáo với các bác thủ trưởng em đấy, cắt mật rất ác nhé các anh chị nhá, không phải dạng vừa đâu. Thôi thì báo cáo với các anh chị là vì lý do không đi theo được anh cho nên là đấy, một mình là hai vợ chồng em chinh chiến các anh chị ạ. Từ lúc 9 giờ đến giờ được đâu cũng khoảng 30 tổ rồi. Thì gần đầy đường can rồi các anh chị ạ. Đấy. Thì đấy là hôm nay thì thực ra nó mưa nhưng mà vì ong nó no cho nên là mình phải quay thôi các anh chị ạ. Không quay thì ong nó chia mất. Cho nên là đấy là cái lý do mà hôm nay thì muốn gửi đến anh em cái hình ảnh về ong nhá. Anh em nào tiện đây thì anh em nào mà muốn có cái nhu cầu về ong giống ấy, thì cứ alo cho em. Đi Hải Phòng, Hải Dương nhá các anh chị nhá. Là tiện chuyến em chở cho thì cước nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Đấy là phải nói rất thật với các anh chị. Chứ bây giờ mà tiện chuyến thì nó rẻ. Còn tự nhiên các anh mua nhưng mà không chở được đâu. Đấy là cái mà muốn nói với các anh nhé. Từ sớm giờ đây cũng được một chậu đi rồi. Phấn rất là nhiều luôn các anh nhé. Đấy. Hôm nay em chỉ làm ngắn ngắn gọn gọn vậy thôi. Gửi đến anh em cái đoạn video nó đơn giản vậy thôi. Một lần nữa thì lại được xin cảm ơn các anh các chị nhá. Hẹn gặp lại các anh các chị ở những cái video tiếp theo.